Chúa Thiên nè, Phật Tổ nè, Ấn Mẹ nè, Cụ Quyền Các Tổ. 10 năm nay rồi, già hát hen, giờ đi thầy hát hen, không ai chịu được hết á. Nam mô Bổn Sư Ca Đức Phật, Nam mô Bổn Sư Ca Đức Phật 3 lần. Ở đi Phật, ở đi Pháp, bị đi Tăng, cũng như tối bậc thầy, tâm quan để thần. Ơi cô Hai. Rồi, cô Hai mới về bên đây hả cô Hai? Đây suy nghĩ coi, suy nghĩ bữa qua Đồng Tháp đó, rồi chỗ quá. Nhớ con không? Ăn mì đó, ăn mì gói đó, quay phim, cô cho tiền đó chứ không? Ở bên Đồng Tháp nè, cái chợ, dưới chợ đó. Bữa ở mì gói đó, rồi cho tiền cô đó. Con bị nhức đầu rồi, cô Hai làm đó, cô Hai nhớ không? Nhớ. Con bị bệnh đó. Cô Hai quên. Cô hai hay ở nhà của cái cô gì mà nhân viên gia đình ăn chay đó, ở dưới chợ đó. Cái bữa hai con qua bên kia đó nhớ không? Chỗ chợ ngã sáu đó. Nhớ rồi, nhớ rồi. Nhớ rồi. Dạ. Nhớ chưa? Nhớ rồi, nhớ. Nhớ rồi, hai con á, nhớ không con? Dạ. Gì vậy, bánh gì vậy? Nghe điện thoại. Cái này được không con? Alo. Em. Alo. Rồi con đó nè. Cái này thì của ông Hai đó, đã vô cà thà rồi. Vô gì? Ông Hai vô cà thà. Hai vô cà thà cho Thảo. Dạ. Không ngày cô về ra lâu chưa? Bà tới đây. Rồi bữa nay sao con thấy nhiều nhẫn nhóc trơn kìa. Nhà không. Vậy đâu là nhóc. Ồ, chữ gì kìa? Cái này là chữ gì cô Hai? Mấy cái chữ trên đây nè cô Hai. Chữ Phật Tổ. Chữ Phật Tổ. Cái này nữa nè, cái này quá trời luôn. Này là đứa con nuôi ở dưới làm nè. Ờ, làm cho cô Hai hả? Ừ. Làm luôn dẫn nhà, sau nhà luôn nè. Chữ Thiên nè, Phật Tổ nè. Dạ. Yeah. Ấn Mẹ nè, Cụ Quyền Các Tổ. Ờ, này, cụ ha. Yeah. Cái cũ ở đây nè. Cũ này phải không? Cũ là chính. Cũ nè. Quyền. Thất. Thác, tổ. Rồi cái chữ trên này là gì cô Hai? Cái này là sao? Cái chú của mẹ. Cái chú hả? À còn cái này. Chữ Thiên ở trên nè. Cái này, này. Này là chữ Phật Tổ. À chữ Phật. Dạ. Yeah. Chưa? Cái này bằng gì cô Hai? Ngà. Ngà. Nè. Gỗ đó. Gỗ. Ờ cái này cô Hai gọi là cây kim cang hả? Kim cang là cái cây này nè, cái cây gỗ này nó gọi kim cang nè. Bắc Hồ luôn các bạn. Giống cây kim cang cũng vô danh có con cây đó nha. Ờ. Có lá cờ Việt Nam nè. Khẩu trang. Khẩu trang. Khẩu trang đâu? Khẩu trang hay lá cờ? Ờ, khẩu trang hay lá cờ. Cái cây này khác với cây của ông Hai ha. Ông Hai không cần rồi. Rồi chút xíu ông Hai về thì tất cả mọi người sẽ thấy ông Hai và cô Hai. Thì là hai cha con thì đi cầm cái cây rất là nhìn rất là lạ nghe cả nhà. Mà giống nhau luôn. Ừ. Dạ. Thầy anh để cho đất mà. Này chứ đất. Cái đất là này chứ đất. Chứ đất quan cầu hết mà. Dạ. Yeah. À mà chứ đất. Ông đây có lục lạc nhiều quá nè bà. Qua. Ủa có lục lạc nữa hả? Cái thằng Du Di hả? Cái đó là gọi bản gì cô Hai? Mình kêu bằng cái này là cái gì? Lục lạc. Ờ lục lạc đúng rồi. Mà cái đó là ý nghĩa nó sao hả cô Hai? Lắc. Là lắc là sao? Thôi không nói. À cái đó mình được cái không nói hả? Cái nào đó được mình nói hả? Rồi hôm nay cô Hai đi sàng lọc được nhiều không? Ít ha. Không có ai sao cô Hai? Cũng có dính. Từ nay giờ không có cho cây này gánh rồi biết sao rồi đó. À. Hết gánh rồi. Không có gánh nữa. Có nghĩa là cái gỗ để sàng lọc hả? Sàng lọc. Sàng lọc sao? Người tốt người xấu á. À. Không cô Hai? Ai chân chánh là còn, không chân chánh là tươi. À, ai chân chánh là lọt như đó. Còn ai mà chân chánh thì dính lại. Là cái gỗ đó là cô Hai nó để sàng lọc những người tốt những người xấu. Cô Hai mình mới về đây luôn hả cô Hai? Được không? Đéo này được không cô Hai? Đéo này tốt không? Cái thằng Hậu Quỳnh
À, à, nhớ con. Nhớ là con mình nhớ luôn. Con nhớ không? Hóa hồ. Ờ, vậy đó hả? Phải không? Ờ, nhớ đúng rồi. Đúng hả? Cái thằng đúng đi rồi. Thằng hóa hồ. Hồ. Dạ. Thằng đi hồ Quỳnh. Ờ, dạ, nhớ vậy thôi rồi. Rồi. Của thầy Tổ mà thằng này nè. Rồi con, dạ. Ba bên con là sao? Làm việc cho bác hồ. À, vậy đó hả? Hồ làm việc cho bác hồ. Hồ Quỳnh làm việc cho thầy. Dạ. Đúng. Dạ, cô hai mình ở bên Đồng Tháp mình mà mới về đây là khoảng mấy ngày rồi cô hai? Không biết mấy ngày. Không nhớ hả? Bữa gì ghé Long Xuyên. Ghé Long Xuyên hả? 4 ngày. Dạ, ghé Long Xuyên 4 có ngày. Có ai quen chứ hả cô? 4 đạo người ta dưới mà. 4 đạo người ta dưới. Cũng tiếp đón cô ha. Ơi, mấy người vô dịch giá đó, đừng vô dịch giá đó. Bộ đó cái người nữ đó nha. Sao cô? Dàm nè. Dạ cô giáo tao ngồi. Thôi thấy hả? Ngừng lại dạ. Ôm cái mặt quá chàng rồi. À, ôm hôn quá chàng rồi. Ôm cô hai quá ha. Cái người ở dưới dịch giá. À, mà có quen cô hai không? Không. À, tình cờ đi cô đi lễ dưới. Rồi cái người gì đó. Không? Tại thấy ở trong cái giờ vô tóc lấy trên mạng, lấy trên mạng. Chị là thấy con với Lê Thanh với Thảo quay phải không? Không biết chưa đâu có ai quay con ai đâu. Dạ đúng rồi. Thì ơi ôm hung quá chèn rồi. Rồi có nói với cô làm sao không? Nói thấy cô hai thương dễ thương quá hả? Ông ơi nói về dặn cúng lại đi. À, là cô dặn cái người đó đó. Dạ. Cúng lại cụ Quyền á. Dạ. Ông ơi ôm gì hả ha? Còn khóc nữa, đòi giờ nói không biết nào giờ gặp. Nói, gặp hả, dễ gì. Biểu cho đây đó, đây là cho số điện thoại người đó nữa. Người cô có cho không? Cho luôn. Người ta khóc thì không cho thì sao được. Dạ. Làm đồng lại đâu nữa. Người khóc mà phải cho. Ừ. Dạ. Khóc hơn gì nữa. Gặp cô mà người ta khóc. Có nói làm sao mà người ta khóc không cô? Vậy? Người ta có nói làm sao người ta khóc rồi gặp cô mừng quá hay sao? Mừng. À, cô mừng quá người ta khóc. Cái người đó đau nó. Đau rồi cô có chị với người đó không? Nói ra dán về cúng lại cổ Quyền đi. Hết là về đâu. Yeah. Mà người đó bị bệnh gì vậy cô hai? Cái cổ Quyền. Bị cổ Quyền hành hả? Ừ. Rồi hen người ta trước nữa trước cả hen ông bà đà nội xe du lịch vô nghe chạm bầu kiếm nữa thân vậy hả? Kiếm cô hai hả? Ừ. Đông không cô hai hả? Đông không xe du lịch ở nhà 4 người. Mà kiếm cô hai làm gì? Đời trước á cái người này nè ha lại làm việc ha cái chồng làm việc. Chồng làm việc rồi hả hen giờ hả giờ vừa hưu rồi. Yeah. Nói ra rồi trước vợ hả 10 năm nay rồi giờ hả hen giờ đi thầy hả hen giờ không ai chị được hết á. Dạ. Yeah. Đi tìm cô để nhờ cô giúp hả? Rồi giờ dẫn nói thôi đi cô ơi cho giờ cô lên đây rồi xe đi cô chạy về qua bên đụng Cùng Sơn đó. Yeah. Có thầy đó cúng cô Quyền cúng rồi vậy ha, cúng rồi vậy không, bắt đầu gặp ngay cổ Quyền rồi vào hải thân ngay chỗ đó nữa bắt đầu rồi giờ đi giao mày lần trước của thầy đó viện giấy hả hen nói á con vợ là họ Quỳnh thằng chồng là họ Nguyễn. Yeah. Bắt đầu mới rồi dương cái đèn lên vậy nè hen đèn bự vậy nè dương lên ngay về nói á Nam Mô Bổn Sư Ca Đà Phật Nam Mô Bổn Sư Ca Đà Phật 3 lần ở đây Phật, tại đây Pháp, tại đây Tăng, vẫn như tổ bậc thầy, tâm quan để thần, đi thần tư vị tổ bậc thầy chứng minh, Nam Mô Bổn Sơn Kỳ Sơn Phật chứng minh, Nam Mô Tam Giá Động Tận Minh, ai á, ai theo nữ này, đừng có làm cái nữ này không được, con nữ này nhà, cái nhà Hậu Quỳnh, người ta, cái nhà, thằng Nam nhà Hậu Nguyễn, người ta về cốc cát người ta, sao giờ đi trốn mùa vậy? Thu rồi hả? Ủa, rồi hả? Đến rồi hả hen ông Từ ở ngay chỗ đình Trí Sơn đó. Yeah. Ý ngay chỗ ăn gì nè chơi ruộng hả? Không phải chơi ruộng ngay chỗ đụng Cùng Sơn. Yeah. Đúng gạch
Rồi hả, ông Từ cũng chừng hẳn nói cô này không biết chữ thì sao giờ nguyện gái gì giờ. Nói ra hải hăng gì giờ, ông nói ra nguyện kêu vậy đó. Và chị thằng trên hải hăng giờ đi ra ngoài, về ngoài giờ đuổi ra bùa hết rồi đó. Mới làm qua điện vô cái nè. Điện vô cho con ha. Điện, nói ra dài con vợ hết rồi. Nói bữa nào qua giờ uống cái vàng, cúng rồi hăng uống cái vàng của thầy đó, những thầy uống rồi hả, rồi hả hăng giờ muốn vô trả ơn con khỏi khỏi càng cho đấy cúng lại của nguyện thầy tổ là được rồi. Nhưng mà cô hai giúp là không cần trả ơn phải không? Yeah. Biết cúng lại là được rồi. Yeah. Không, mình không cần gì chứ phải không cô hai? Không. Yeah. Theo cho việc cúng các của nguyện là được rồi. Yeah. Thầy tổ là được rồi. Nói ra nói hả hăng điện á, hăng sáng này điện nè ông qua chứ, nói giờ con vợ con hết rồi, giờ giờ hai thằng con hăng làm việc ha, con gái con làm việc luôn. Nói ra con gái đó nói gì nè, nói đi giờ hả hăng giờ muốn trả ơn cô không cho sao nó tàn ơi nó đỡ buồn. Nói bây giờ là mẹ con nhà mạnh thì giờ con mừng lắm rồi. Ừ. 10 năm nay rồi giờ bệnh không? Bệnh giờ không có kiếm thầy nào được hết. Yeah. Để thầy đó giải dĩa bùi nè cho uống vô. Giờ cái người đó lấy cái nước gì nè bùi vậy nè tát tôi mặt nghe luôn. Yeah. Mà không hết phải không? Không hết. Bây giờ cúng kiến ra giờ giái thầy tổ gì hết. Dạ yeah, đánh giờ cô hai chúng ta cao siêu lắm à. Thầy tổ luôn. Yeah. Rồi còn ai kiếm cô hai nữa không? Tức là có người kiếm giúp nữa không? Có ngã cháu nữa. Ngã cháu hả? Không phải. Ngã cháu hả? Ông gì nè. À. Ông hai ngã cháu kêu gì nè. Vì đường đi qua bên nè. Rồi cái vụ đó làm sao cô hai? Vậy. À, cái vụ đó cô giúp làm sao? Người đó bị gì? Nước uống vậy à? Yeah. Nước gì gì không và cái vàng của thầy vậy cho uống vậy yeah. Rồi đuổi vậy hết rồi. Mà cái người đó là bị bệnh gì? Củ quyền. Bị củ quyền hành hay gì? Ủa củ quyền người ta muốn về ngay gốc. Dạ. Yeah. Rồi ha cúng rồi ha về đụng con sơn về giờ rồi á nói về ngoại á mới sao lại á nắm bên chai đi để lên củ quyền ha rồi giờ phải một manh mặn để cho đất đai. Cô ăn cô ở. Cái đó là cô hai chỉ cho người đó à, người đó về làm hết không? Hết đó, chị gì ra giờ mới điện nhậm qua đó. Dạ, điện cảm ơn cô ha. Dù giờ khỏe lắm rồi, rồi chồng người ta im lắm rồi. Dạ. Ai cũng nói, anh ơi, rồi, lần này là ông giao quân rồi. Nói nhiều chị nói, lần này ông giao quân rồi. Tức là mà nói cô hai à. Như là lộ mặt rồi. Thì khi mà Lê Ranh với Thảo quay cô hai đó là lúc đó là cô hai lộ luôn rồi đó, lộ diện để cứu người luôn đó. Tại bên cạnh đó có nhiều người để xin số điện của cô đó. Nhà cô hai giúp nữa, nhiều bây giờ nhiều người bệnh đó, nhiều người bị phần căn hành này kia rồi đó. Thì cũng nhờ cô hai thì có thể là giúp cho người ta. Đó. Thì nữa thí dụ có trường hợp nào thì con sẽ nhờ cô hai giúp cho người ta ha. Tại vì cô hai nói chuyện này cô hai lộ rồi phải không? Họ lộ rồi cho nên phải giúp. Cái thời điểm này là cái thời điểm đi cứu mà phải không? Còn cái vụ nào mà cô hai em cứu người khác nữa không? Cô hai có thể kể cho khán giả luôn. À, có vụ nào gần đây không? Không. Biết. Đây giờ ông nói đó, giờ phải chín gắn, giờ phải cúng cô quyền. Dạ. Ăn uống gì chưa? Ăn khoai rồi. Ăn khoai chứ không ăn cơm à. Vẫn ăn khoai như lúc trước ha. Rồi cô về đây là cô đi chùa đi lễ gì ở đâu hơn sao? Đó. Thì tính cô tính đi đâu? Đi về Ba Chúc. Về Ba Chúc. À đi Ba Chúc cúng nè. Về Ba Chúc cúng bổn sư. Cúng rồi mà bao lâu nữa cô mới về lại Đồng Tháp? Qua gầm tháng 10 về. Qua gầm tháng 10 cô sẽ trở về Đồng Tháp. Ủa qua gầm tháng 10 là cả tháng nữa phải không? Ừ. Dạ.
Vậy là hổng gài cô về đây, sáng giờ cô về đây chưa gặp ông Hai ha? Chưa. Thì cô muốn gặp ông Hai không? Muốn không? Gặp rồi là ổng né hoài. Nghe hả? Có nói chuyện với ổng được không? Đó. Ông ơi, nói lớn, ổng đi nghe. Anh lớn, ổng nghe. Ha. Bây giờ là cái số điện thoại khác rồi. Đúng không? Tính gặp ổng chị không, ổng đẩy ra. Đưa cái số điện thoại cho ổng. Số điện thoại của cô á. Là khi mà ông Hai có qua bển thì liên lạc với cô ha. Là ý cô vậy. Anh chút xíu nữa dắt cô Hai gặp Hai. Cô Hai cũng muốn gặp ông Hai kìa. Chở cô Hai đi không ta? Chở cô Hai. Dạ, gặp ông Hai đi, ông Hai nhớ cô mà ông Hai không chịu đi đâu. Đây chưa là sớm giờ là chưa có gặp ông Hai hả? Chưa. Mà lâu rồi, cái bữa bên Đồng Tháp cũng không gặp luôn. Cô Hai cũng muốn gặp ông Hai để giống vậy như thôi mình vậy. Nhưng mà cô Hai có nhớ ông Hai không? Chở cô Hai ly đi. Không nhớ ta. Cha con ta không nhớ. Nhớ không gặp. Nhớ vô gì. Nhớ thì con sẽ dắt cô đi gặp ông Hai nha. Lâu lâu về gặp. Tại sao ông Hai? Ba nước nước kìa đi. Nước đi. Chở cô Hai đẳng luôn đi. Sao? Nhưng mà ông Hai ở ngoài quán đó, trong đây ông Hai ông đi rồi đây kìa. Đi xuống làm đăng xuống nhà đó. Không ngồi mà không có đi đâu nữa. Kỳ Dũng lên xe chở. Sao ông đi ngoài chỗ quán chỗ cái quán đó đi qua đường đi xuống cái dốc đó phải không chị? Không có thể hiện. Tặng cho thằng Hậu Quỳnh. Trời ơi. Tặng cho thằng Hậu Quỳnh. Trời ơi, hôm nay cô Hai tặng cho con luôn. Ờ đây là chứ hai thằng người cô Hai nước người bên ấy mường đây cô Hai tặng cho mình nha cả nhà đây cái tặng cho nhà Hậu Quỳnh mời dạ rồi con Hậu cảm Quỳnh ơn mời của thầy tổ đó dạ con cảm ơn cô Hai rồi sao rồi bây giờ mình đi lên kêu ông chịu về đây ha vậy ha ổng đi đẳng thì chịu ở đây giờ yếu rồi đi đổi xa dẫn gì đây anh chờ đợi ờ đây đây nhìn nè dạ. Ngón này mới vừa nó nhỏ mới vừa không được dạ. Rồi không được rồi giờ đeo món này được ngốc đeo được ha cũng được mà món này món này giá trị dư lắm đó nghe để nữa con đeo vô món này không sao thì cái thưa quý vị hôm nay mình gặp cô Hai thì cô Hai với ông Hai thì lâu lắm rồi không có gặp mặt. Thì hôm nay mình sẽ chở cái cô Hai đi lại gặp ông Hai tại vì cô Hai nó cũng lâu rồi nhớ ông Hai. À, bên cạnh đó mình sẽ chở cô Hai đi lại gặp ông Hai nha. Để cho khán giả biết là ông Hai với cô Hai thứ nhất là hai cha con, thứ hai nữa hai gương mặt cũng rất là giống nhau. Nhiều khán giả cũng rất là mến mộ ông Hai với cô Hai. Thôi vậy mời cả nhà theo dõi video của mình nha. Nè. Thôi đi hết cô Hai. Hai nói chưa, tôi phải gì? Đây là cô Hai gọi là cao nhân dùng đẩy núi này đó các bạn.